Những cây hoàng tử áo trắng của nhà em đang khoe sắc đây ạ Trời ơi cái màu hoa nó đẹp dã man luôn nhá Nó tươi vô cùng tươi luôn ạ Những cái ngồng hoa này thì nó vừa mới chớm nở thôi Cho nên là ở trên cái đầu ngọn này của nó sẽ còn một vài cái nụ Cái viên nụ nó chưa bung hết nhá Hoàng tử áo trắng này nó là một cái dòng lai giữa đai châu và dáng hương Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một cây hoàng tử như thế này Với giá là 200 nghìn nhá từ hai cây trở lên thì em sẽ miễn phí vận chuyển cho các bác ạ Những cái dòng châu lai này thì hoa của nó nó sẽ ra quanh năm Mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài tầm 2 tháng nhá Thơm lắm Phải gọi là rất là thơm luôn ạ Hàng thì thuần sẵn là trong chậu rồi Về bây giờ các bác cứ để nguyên chậu Hoặc là mọi người thích ghép lúa Thì các bác bỏ chậu ra ghép lúa để ok nhá Không sợ bị ảnh hưởng đến dễ đâu ạ cây xanh ngắt nhá cao to nói chung là đẹp kiều vuông mỡ gà 100% thân tơ tít hàng hiện tại bây giờ đã bắn hết những cái viên nụ lên rồi nhá bắn hết những cái đầu nụ lên rồi ạ mặt bông của nó đây ạ đúng màu vàng mỡ gà nhá vàng đậm hoa thơm ra từng chùm từng chùm như những cái bắp ngô ấy ạ Đẹp lắm các bác ơi, cái dòng kiều này thì nhìn cái cánh của nó mỏng manh nhìn yêu vô cùng nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một combo 3 bảng kiều như thế này với giá là 290 000 Em sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người nhá. Hàng thân tơ tít 100% đây ạ. Hàng kiều vuông nhá, kiều vuông. Đây này các bác nhìn cho em những cái viên nụ này. Đã bắn lên rồi. Ra thì siêu đẹp luôn. thân tơ tít 100% nhá. Những kiều này thì nó khác những cái giống khác là những cái thân những cái thân già của nó ấy ạ, những cái thân hoa cũ của nó ấy ạ. Nó vẫn sẽ cho ra hoa nhá. Nó vẫn sẽ cho ra hoa. Trừ là những cái thân nào mà nó khô. Nó khô quắt queo hoặc nó bị vàng rồi ấy ạ thì là mình cắt bỏ đi thôi. Còn nếu nó vẫn cứ xanh như những cái thân như thế này này, nó vẫn cứ xanh này thì nó vẫn cho ra hoa bình thường nhá. Ba bảng như thế này với giá là 290 000 nghìn lại còn được miễn phí vận chuyển nữa đây hôm nay em về số lượng rất là nhiều luôn nên là mọi người mua xỉ mua lẻ các bác cứ alo trực tiếp cho em qua cái số điện thoại em ghi trên màn hình nhé mỡ màng lắm thân nó rất là bụ luôn nhá rất là tươi cây lá này dòng này là dòng kiều lá nhựa đấy ạ lá nhìn như lá giả luôn nhá